When you do laundry, you put two aspirin in every load of so make your clothes will be whiter, see, and they keep the color in your clothes. Các bạn mỗi lần mà các bạn giặt đồ á, nhớ bỏ vô hai viên aspirin đó, đó cái ly này nè. Rồi quậy lên, rồi đổ vô trong cái thùng đồ mà các bạn giặt á, thì nó sẽ làm áo quần của các bạn trắng hơn, đó, sạch hơn, thơm hơn nữa, rồi mà nó giữ được màu lâu hơn, là như vậy. À.